Rồi bạn thấy con cua đó, cua giờ đâu nó lên rồi kìa. Cua đó nó chạy nè. Thả luôn các bạn nè, lâu lâu cua cái lâu lu từ từ, trời ơi chạy với sao bắt cua luôn. Nó chưa ra mà cua đồng cua bự. Gì luôn gì thế luôn nghe chỗ có luôn nghe chỗ có luôn nghe chỗ có luôn. Cua các bạn, cua nó gãy chân hết trơn. Cua dữ lắm. Cua thì quá rồi, cua bự lắm, cua bự lắm.
Cua này cua đực. Lâu. Cua đó cua đực nha. Thì dạo này nước kém lắm các bạn. Kém mà cua nhiều. Nước hôm nay nhỏ xíu à. Có con lâu. Đi 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 luôn. Nó ở trong hang nhiều lắm. Đi lâu. Cua gì lắm các bạn. Nay mùa nước ngập mà. Nước lũ miền Tây. Không có xuống sườn. Cua con. Ngốc cua vàng đẻ các bạn. Đẻ sườn. Cua nữa nè. Nếu còn bộ hồng quá rồi. Cua gì lắm các bạn. Ít. Cua đêm ở miền Tây thì mùa này nước nó rút rồi, chắc vài bữa nó mới lên lại, nước kém. Không thấy nó đu lên. Thử
sườn cua đậu ta dữ lắm nè. Chạy đi bạn, vô hang. Cái này cần có lương nữa à. Cua. Chạy. Cua này, cua sữa sắp chết rồi các bạn. Thôi thả nó đi. Nó còn sữa. Cua mềm á, nó mới lột á. Bạn đi chút xíu à, 10 phút rồi có cua. Cua ngoài kìa, đó nó đậu quá chứ, con ghẹ quá trời. Thì đây cái này các bạn bằng ban ngày các bạn sử dụng cái rổ á, bạn xúc là cua mệt luôn á, dữ dằn cua lắm, bởi dằn lưới, mùa dằn lưới mình ngán lắm. Cua nhỏ quá, mềm xèo bạn, mới cua sữa nè. Cua kìa, đó xa quá đó rồi. Nó chạy nó tiêu rồi. Nguyên khúc bờ nè bạn, đi cặp cái kinh này nè, rạch gì, cua dữ lắm. Nó chạy. Nó chỗ cá lu. Đây nè lu. Thôi mình đi vô các bạn ơi. Thì nãy giờ bắt mới cua này nè. Cua này bắt vô các bạn chịu làm món ăn cũng ngon lắm á. Cua đồng á. Nó rất là nhiều chất đạm. Rồi thôi mình đi vô nha. Tối rồi luôn ơi, vô luôn ơi. Đây các bạn, hiện cua mấy cua này, cua bự không nè. Rồi, thôi vô các bạn ơi, rồi mình đi về nha các bạn. Thôi, tạm biệt các bạn nha.